Quý cô chú anh chị em trên kênh ha, tiếp tục đến nhà vườn của chị Quỳnh Như ở Lấp Vò, Đồng Tháp của chị em. Có một số phôi giấy giá rẻ giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi, chào chị Như. Dạ, em chào anh Thái ạ. Em chào cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em ở những clip trước ạ. Nay em có một số phôi giấy Mỹ muốn giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. Dạ, đầu tiên em lên mã số 1 ạ. Dạ, hoành 22 ạ. Cao 70, sổ đế là 51 ạ. Em giao lưu là 200k ạ. Cây bao phí vận chuyển toàn quốc với cô chú anh chị em. Nhà mã số 2 ạ. Phôi dạ, một rễ ạ. Hoành 18 ạ. Cao 50 ạ. Sổ đế là 46 ạ. Em giao lưu là 200k ạ. Nhà mã số 3 ạ. Hoành 22 ạ, cao 69 ạ, sổ đế là 47 ạ, em giao lưu là 220k ạ. Nhà mã số 4. Hoành 22, hoành 23 ạ, cao 62 ạ, sổ đế là 460 ạ, em giao lưu là 200k ạ. Dạ, cây này nó có bị ngã chạy đây xíu cô chú. Khi đi mình sẽ xử lý keo cho quý cô chú anh chị mình ha. Nhà mã số 5 á. Hoành 25, cao 48. Cao 65 ạ, sổ đế là 48 ạ, em giao lưu là 200k ạ. Nhà mã số 6. Hoành 23, cao 73, sổ đế là 451, em giao lưu là 190k. Mã số 7. Hoành 24, cao 82, sổ đế là 49, em giao lưu là 350k. Mã số 8. Hoành 25, cao 67, sổ đế là 55, em giao lưu là 250k. Đế ôm sát của anh chị em. Nhà mã số 9 ạ. Hoành 21, cao 73, sổ đế là 48, em giao lưu là 300k. Phôi một rễ, có rễ con rất là quái. Nhà mã số 10. Hoành 28, cao 72, sổ đế là 44, em giao lưu là 280k. Mã 11 ạ. Hoành 29 ạ, cao 55, sổ đế là 40 ạ, em giao lưu là 200k ạ. Mã 12 ạ. Hoành 21 ạ, cao 70, sổ đế là 50, em giao lưu là 190k. Mã 13. Hoành 19,
cao 62, sổ đế là 57, em giao luôn là 170k. Lô này nôm đế cao quá anh chị em. Má 14. Hoành 26, cao 60, sổ đế là 48, em giao luôn là 250k. Má 15. Hoành 18, cao 52, sổ đế là 44, em giao luôn là 170k. Má 16. Hoành 20, cao 68, sổ đế là 52, em giao luôn là 160k. Dạ tất cả em đều bao sống bao ship toàn quốc cô chú anh chị. Mã 17. Hoành 21, cao 59, sổ đế là 40, em giao luôn là 180k. Mã 18. Dạ hoành 33, cao 75, sổ đế là 45, và em giao luôn là 500k. Phôi rất là to anh chị, ngoài nhìn rất là cộm nè. Này là do cái cây cặm của anh chị em. Khi mà tháo cây hơi chày, này khi đi mình sẽ xử lý keo ha. Ngoài da của anh chị em. Má 19. Hoành 22, cao 65, sổ đế là 50, em giao luôn là 250k. Má 20. Hoành 21, cao 63, sổ đế là 54, em giao luôn là 170k. Má 21. Hoành 26, cao 63, sổ đế là 39, em giao luôn là 180k. Mã 22. Hoành 23, cao 58, sổ đế là 50, em giao luôn là 180k. Mã 23. Hoành 28, cao 81, sổ đế là 49. Em giao luôn là 400k. Mã 24. Hoành 17, cao 50, sổ đế là 55, em giao luôn là 170k. Má 25. Hoành 17, cao 52, sổ đế là 57, em giao luôn là 130k.
Mã 26 ạ. Hoành 24, cao 51, sổ đế là 47 ạ. Em giao lưu là 200k. Mã 27 ạ. Hoành 26, cao 70, sổ đế là 63. Em giao lưu là 400k. Đế nộm rất là đặc của anh chị em. Mã 28. Hoành 23, cao 60, sổ đế là 45. Em giao lưu là 250k. Mã 29. Hoành 32, cao 65, sổ đế là 42, em giao lưu là 350k. Mã 30. Hoành 25, cao 60, sổ đế là 50, em giao lưu là 230k. Mã 31. Hoành 21, cao 70, sổ đế là 48, em giao lưu là 170k. Mã 32. Hoành 21, cao 71, sổ đế là 52, em giao lưu là 180k. Mã 33. Hoành 18, cao 54, sổ đế là 45, em giao lưu là 130k. Mã 34. Hoành 25, cao 68, sổ đế là 57, em giao lưu là 480k. Lên tiếp mã 35 ạ. Hoành 18 ạ, cao 62, sổ đế là 51 ạ. Em giao lưu là 150k ạ. Mã 36 ạ. Hoành 20, cao 64, sổ đế là 55, em giao lưu là 150k. Mã 37. Hoành 18, cao 65, sổ đế là 44, em giao lưu là 140k. Mã 38. Hoành 24, cao 82, sổ đế là 54, em giao lưu là 240k. Mã 39.
hoành 21, cao 70, sủ đế là 60. Em giao lưu là 300k. Mã 40 ạ. Hoành 26, cao 53, sủ đế là 43, em giao lưu là 230k. Mã 41 ạ. Hoành 24, cao 63, sủ đế là 55, em giao lưu là 220k. Để nơm rất là đặc của anh chị em. Mã 42 ạ. Hoành 14 ạ, cao 68 ạ, sủ đế là 42 ạ. Em giao lưu là 120k. Mã 43. Hoành 21 ạ, cao 84 ạ, sủ đế là 58 ạ, em giao lưu là 200k. Mã 44. Nhà hoành 19 ạ, cao 50 ạ, sủ đế là 53. Em giao lưu là 170k. Mã 45 ạ. Hoành 23, cao 58, sủ đế là 45 ạ. Em giao lưu là 200k. Dạ, mã 45 cũng là mã cuối của clip ạ. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Dạ, mong cô chú anh chị ủng hộ em ở clip này và những clip tiếp theo ạ. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Rồi, hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha, vườn chị Quỳnh Như nha.